Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Vâng, thưa xin chào một cái hội thánh của Chúa, chúng ta sẵn sàng. Nghe lời của Chúa, amen. Nghe và làm theo. Amen. Những người khôn ngoan gấp nhà mình trên bằng đá. Amen. Mưa xa nước chảy, gió lay sôi động nhà ấy cũng không bị sập. Amen. Amen. Nhưng mà nghe mà không làm theo thì sao? Nhà ấy sẽ bị sập, hư hại rất nhiều. Amen. Nên chúng ta cần phải nghe và con theo lời của Chúa. Xin Thánh Linh giúp đỡ chúng con. Xin Thánh Linh biến đổi cuộc đời của chúng con, nhất là ý chí chúng con cần phải quyết định đứng trên lời của Chúa Trời, làm theo lời của Chúa Trời chứ không theo ý của chúng con nữa. Bởi vì chúng con biết là theo ý của chúng con bị hư hại rất nhiều, để chúng con xây trên đền cát hay là nghe lời của người khác không đúng với lời của Chúa Trời. Nhưng mà chúng con phải nghe lời Chúa và làm theo. Cảm ơn Chúa Thánh Linh đang ở đây với chúng con và làm tấm lòng của con thật sự trưởng thành, thật sự biến đổi và theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Cha. Con dâng lời cụ thể trong thời gian và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hôm nay thì chúng ta sẽ mở trong Sáng Thế Ký 11. Sáng Thế Ký 11. Chúng ta nhớ Sáng Thế Ký 11 không ạ? À? Nhớ không? Rất dễ nhớ. Đó là Tháp Ba Bên. Amen. Bây giờ cả thế giới chỉ có một ngôn ngữ và cùng một thứ kiếm. Từ quân ông đi ra và người ta gặp một cái đồng bằng trong xứ Sinea, nay định cư ở đấy. Họ bảo nhau, nào chúng ta hãy làm gạch và nung cho chín. Lúc đó người ta dùng gạch thay cho đá và nhựa chai thay cho hộ. Họ lại nói, nào chúng ta hãy xây một thành và một cái tháp ngọn cao tận trời. Chúng ta hãy lưu dân vì kẻ bị tản lạc khắp mặt đất. Chúa người xuống xem thành mà ngôi tháp con cái loài người đang xây cất. Chúa phán, kìa toàn thể loài người có một dân tộc và một ngôn ngữ. Kìa chúng bắt đầu làm việc này, nay không còn ngăn cản chúng làm mọi điều chúng hoạch định nữa. Nào chúng ta hãy xuống sáo trộn ngôn ngữ của chúng và làm cho chúng không thể nào hiểu tiếng nói của nhau được. Chúa phân tán loài người từ nơi đó ra khắp mặt đất và họ ngưng xây cất thành này. Vì thế thành ấy mang tên Ba Bên, vì tại đấy Chúa làm sáo trộn ngôn ngữ và cả thế giới và Ngài phân tán họ ra khắp mặt đất. Amen. Amen. Chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì mạng lệnh của Chúa đã sẵn sàng thêm nhiều làm cho đầy giải đáp luôn mà và khắp trái đất. Đó là mạng lệnh mà Chúa ban cho. Nhưng mà con người có khuynh hướng đó là muốn tụ tập với nhau, gần với nhau và không muốn xa lìa nhau. Bởi vì đó là tình cảm của con người đối với nhau, phải vậy không? Khi chúng ta ở trong một cái làng mạc, chúng ta yêu quê hương của mình, yêu bà con hàng xóm của mình, yêu những người thân bạn bè của mình, mà chúng ta ra khỏi quê hương thì sao? Rất là nhớ đúng không ạ? Không muốn ra khỏi quê hương. Và chúng ta cũng biết được rằng Abraham mà ra khỏi quê hương là sao? Bởi vì mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Amen. Bởi vì nghe lời phán dạy của Chúa và ông đi theo Đức Chúa Trời của mình. Amen. Nhưng ở đây điều lạ đó là chúng ta thấy rằng qua cái trận đại hồng thủy rồi thì có người trong dòng dõi của Noe được sinh sản thêm nhiều rồi, nhưng mà họ muốn hiệp chung lại với nhau làm một để làm gạch và xây một cái tháp cao đến tận trời. Cốt để làm gì chị em? Cốt để
đánh lụt đúng không ạ? Ở một trận đại hồng thủy rồi, khiếp sợ rồi. À, bây giờ xây một cái tháp Gareth tận rồi, có thể nếu mà có một trận lụt nữa thì họ có thể quay vào đây cái tháp đó và có thể tránh được cái cơn lụt. Nhưng mà đây là ý của con người. Amen. Đây là ý của con người. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng ý của con người họ hiệp lại rất nhiều, và họ cũng biết là trái đất này có thể bị các hành tinh khác xâm phạm, và nhiều người cũng không thể sống nổi. À, nên bây giờ thì họ cũng muốn lên cung trăng, lên một hành tinh khác, khám phá một hành tinh là có sự sống, thì họ có thể đến để ở tại nơi đó. Đó là thế ý của loài người. Nhưng mà chúng ta biết được là Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời toàn tri. Amen. Ngài biết tất cả ý tưởng của loài người, phải vậy không? À, Ngài biết mọi điều có thể xảy ra. Con người có thể làm điều này và điều kia, có nhiều ý tưởng cũng rất là vĩ đại, nhưng mà tất cả chỉ là ý riêng của mình mà thôi. Amen. Và Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời có những thuộc tính vô cùng vĩ đại, và không ai có thể có cái thuộc tính như Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Ngài là Đấng toàn tri, Ngài là Đấng toàn năng, và Ngài là Đấng toàn tại. Amen. Amen. Như vậy thì khi Đức Chúa Trời dựng lên loài người thì Ngài có chương trình cho loài người từ đầu tiên cho đến cuối cùng. Amen. À, và Ngài có chương trình đời đời cho con người. Amen. Và khi mà con loài người phạm tội rồi thì Đức Chúa Trời có chương trình hoạch định cho sự cứu rỗi loài người. Nó lên tình yêu thương của Đức Chúa Trời, nó lên cái bản tính của Đức Chúa Trời. Nói chung là Ngài biết tất cả mọi sự. Con người không thể nào có thể qua được ý muốn của Chúa. Chúa nói là trời cao hơn đất bao nhiêu thì sao? Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi bao nhiêu, đường lối của ta cao hơn đường lối của các ngươi bao nhiêu. Amen. David thì nói rằng là Chúa biết khi tôi ngồi, khi tôi đứng dậy, khi tôi nằm ngủ. Vâng ạ, từ xa Chúa biết ý tưởng của tôi, Chúa biết hết. Nên nhà này đã toàn tri. Nên dù là họ hiệp nhau lại với nhau, hiệp chung với nhau để mà có những cái sự sáng tạo, có nghĩa là lấy đất mà làm gạch. Ồ, khôn ngoan phải không? Rất là khôn ngoan. Thay cho đá, rồi lấy nhựa chai thay cho hồ, nó xây lên một cái tháp. Đây là một cái sự hiệp nhất với nhau là một, nhưng mà theo ý riêng của loài người, chứ không phải theo ý của Đức Chúa Trời. Amen. Và chúng ta thấy rằng cái hiệp nhất này nó có thành công không? À, hiệp nhất này nó bắt đầu khởi sự làm. Và cái chương trình của con người đó nó nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời thì cái chương trình đó sẽ không thành công được. Amen. Bởi vì Đức Chúa Trời muốn con người rải ra khắp mặt đất. Có một trong 17 thì Chúa nói, Chúa dựng lên đất để rồi cho con người ở đúng không mà. Và Chúa định biên giới cho từng vương quốc, từng dân tộc. Như vậy thì nếu mà làm đúng theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì được phước, mà nếu làm nghịch với Đức Chúa Trời thì mọi công trình của mình sẽ đổ xuống. Phải vậy không? Đây là một cái bài học mà chúng ta cần phải nhìn thấy rằng ý muốn của Chúa là lan rộng khắp mặt đất. Nhưng mà bây giờ họ hiệp chung nhau để tụ hợp lại với nhau làm một. Cái chỗ này là cái vùng lưỡng hà giữa con sông Euphrates. Đẹp quá, phải không? Đẹp quá. Nên là họ muốn ở tại. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Nào chúng ta hãy xây một thành và một ngôi tháp gọn cao tận trời. Chúng ta hãy lưu danh mình kẻo bị tản lạc khắp mặt đất. Hãy lưu danh mình, có nghĩa là xây một cái tháp cao đến tận trời, và nó lên một cái sự kiêu ngạo thật là ghê gớm không ạ? Và để lưu danh của mình giống như là một cái tháp
để làm gì? Lưu danh mình. Ngày hôm nay có những cái bức tượng để lưu danh mình. Ngày hôm nay có những cái điều gì đó con người xây dựng lên để mà lưu danh, để mà tiếng tâm cho đời sau. Ông muốn để lại cho đời sau là cha ông của các giáo này là xây cái tháp này, không ạ? Nhưng mà điều này thì không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thì chúng ta nói điều gì xảy ra? Chúa ngự xuống xem thành và ngôi tháp con cái loài người đang xây cất. Chúa phán: kìa toàn thể loài người chỉ có một dân tộc và một ngôn ngữ, kìa chúng bắt đầu làm việc này, nay không còn gì ngăn cản chúng làm mọi điều chúng hoạch định nữa. Chúa ngự xuống xem ngôi tháp, xem cái thành mà họ xây dựng. Và Chúa nói là kìa toàn thể loài người chỉ có một dân tộc, một ngôn ngữ, thì chúng bắt đầu làm việc này, nay không còn gì ngăn cản chúng làm mọi điều chúng hoạch định nữa. Nào, chúng ta hãy xuống xáo trộn ngôn ngữ và làm cho chúng không thể nào hiểu tiếng nói nhau được. Khi mà con người làm theo ý riêng của mình, mà chúng ta biết cái ý riêng đó nó đến từ đâu không? Có ai nhớ không? Tại sao con người có cái ý riêng của mình và không tuân thủ theo ý muốn của Đức Chúa Trời? Chúng ta nhớ rằng khi họ ăn trái cấm, hẳn nhớ không ạ? Mà cái cây cấm đó được gọi là cây biết điều thiện và điều ác. Biết điều thiện, điều ác là việc của Đức Chúa Trời chứ không phải của con người. Đúng không ạ? Việc mà biết điều thiện, điều ác là Đức Chúa Trời biết và Ngài sẽ phán xét. Con người không có quyền biết điều thiện, điều ác. Chúa cấm không được đụng đến. Nhưng mà khi họ ăn trái cây đó rồi thì họ biết điều thiện và điều ác. Mà động ba con hai nói rằng là con người đã biết điều thiện, điều ác một bậc bằng. Nhưng mà trong các lĩnh vực điều thiện, điều ác thì con người bây giờ biết hết rồi. Mà khi họ biết hết rồi thì họ không cần Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta hiểu điều này không ạ? Bởi vì họ biết điều thiện thì họ làm điều thiện, họ biết điều ác họ đánh điều ác, nên cái gì cũng là tôi chứ không còn là Chúa nữa. Khi một người như con trẻ không biết điều thiện, điều ác thì người con trẻ đó có thể nghe lời cha mẹ. Nhưng mà khi nó hiểu biết nhiều rồi, nó biết thiện ác rồi thì nó không cần cha mẹ nữa. Nó quyết định cho chính đời sống của nó. Đời sống chúng ta ngày hôm nay chúng ta cũng biết điều thiện, điều ác. Nhưng mà trong Đức Chúa Trời hoàn toàn khác với biết điều thiện, điều ác trong tội lỗi. Phải không ạ? Như vậy thì những con người này họ làm theo ý riêng của họ, bởi vì cái hậu quả của điều thiện, điều ác đó ở trong họ. Bởi vì khi họ ăn trái cây biết điều thiện, điều ác thì họ biết điều thiện, điều ác. Và khi biết điều thiện, điều ác rồi, họ tự quyết định cho chính mình và họ không cần hỏi ai gì Đức Chúa Trời của mình nữa. Nên ngày hôm nay nhiều người vẫn quyết định theo ý riêng của mình, theo con đường riêng của mình và không theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta cần phải học bài học của Tháp Ba Bình. Amen. Chúa sẽ đến, Chúa nói chúng ta có nghĩa là số nhiều. Và chúng ta biết được là Đức Chúa Trời của chúng ta có Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh theo danh hiệu. Theo danh hiệu của mỗi thân huyền. Và Chúa của chúng ta cùng nhau ngự xuống, không phải là một, nhưng mà cả ba. Và Chúa ngự xuống đây là điều gì? Chúng ta hãy xuống xáo trộn ngôn ngữ của chúng để chúng không thể nào hiểu tiếng nói của nhau được. Khi Chúa ngự xuống, Chúa xáo trộn tiếng nói của họ. Mà khi xáo trộn tiếng nói của họ rồi thì họ còn có thể hiệp chung với nhau để xây tháp được không? Không thể nào xây được nữa, bởi vì họ không hiểu nhau được nữa. Người này với người kia nói không hiểu, làm sao mà có thể hiệp chung với nhau làm được? Và đây là điều mà vô cùng tuyệt vời. Chúa xáo trộn họ
rồi Chúa phân tán họ ra khắp trái đất. Như vậy thì điều gì xảy ra? Chúng ta có thể hiểu rằng là có thể những người mà có tiếng nói giống nhau thì có thể hiểu chung với nhau đi đến một cái điều khác, phải không em ạ? Còn những người mà không nói chuyện với nhau được, giống như là nói mà như sáo người ta không nghe được, thì không thể hiểu chung với nhau được nữa. Nên bây giờ họ phân tán với nhau ra, những người nào có thể nói chuyện với nhau và nghe được với nhau, và tôi nghĩ là có thể là gia đình, có thể là gia đình thì Chúa không phân tán họ. Gia đình chồng vợ con cái nói nhau nghe được, và gia đình này ở chỗ này, gia đình kia ở chỗ kia, gia đình họ ở chỗ nào, và tất cả đều phân tán ra khắp trên mặt trần. Amen. Đây là việc Đức Chúa Trời làm. Chúa cho họ nói đủ thứ ngôn ngữ, và ngôn ngữ học nó bắt đầu từ đây, và dân tộc, các dân tộc nó cũng bắt đầu từ Tháp Bà Bẹt. Phải vậy không chị em? Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là rất là nhiều dân tộc trên khắp thế giới, rất là nhiều tiếng nói trên toàn thế giới. Quý vị biết cái ngày hôm nay trên toàn thế giới là có bao nhiêu tiếng nói không? Vâng, là ngày hôm nay có thể là 7.139 tiếng nói trên thế giới. Chúng ta thấy được kinh khủng không? Nội Việt Nam của chúng ta thì sao? 54 dân tộc. Bao nhiêu dân tộc? 54. 54 dân tộc à? 54 tiếng nói phải không chị? Và cả khắp thế giới, một nước thôi mà rất là nhiều tiếng nói, rất là nhiều tiếng nói, bởi vì nhiều sắc dân khác nhau, có những tiếng nói riêng, và nhiều lúc là dân tộc này nói dân tộc kia thì họ không có thể hiểu nhau được, nên họ phải ở riêng với nhau. Amen. Dân tộc nào nói tiếng của mình hiểu thì ở chung với nhau, và dân tộc khác cũng vậy. Và ở đây là chúng ta thấy được rằng đây là công việc mà Đức Chúa Trời đã làm trong Tháp Ba Bình. Amen. Ngài rải họ ra khắp nơi trên mặt đất, rồi Ngài cho họ nói mọi thứ tiếng khác. Thế mà thì chúng ta thấy cái điều này có tuyệt vời không? Có người buồn không? Buồn không? Bây giờ mất bạn, mất trơn rồi, chỉ còn một nhóm người nhỏ nhỏ thôi. Cũng buồn quá mà, là thấy một nơi xa lạ để ở, để mà canh tác, và để mà sống, để mà sinh sản. Ban đầu thì cũng buồn, amen. Nhưng mà sau đó thì họ bắt đầu trở thành những cái dân tộc. Họ sinh sản thêm nhiều mà trở thành một dân tộc. Và cũng có thể trở thành một vương quốc, một nước. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta xin gặp chỗ này. Đức Chúa Trời cho họ nói đủ thứ tiếng nói. Bây giờ cả thế giới là 7.139 tiếng nói. Đức Chúa Trời có biết không? Biết. Amen. Chúng ta thấy, tôi cảm nhận Đức Chúa Trời của mình quá nhiều, kỳ quá nhiều. 7.139 tiếng nói, nhưng mà cái tiếng nói nào kêu xin Ngài, Ngài cũng nghe được hết. Amen. Mà cái tiếng nói nào đó thì Ngài cũng nói được hết. Phải vậy không? Amen. Khi anh chị em cầu nguyện với Thánh Linh, Thánh Linh phán bằng cái gì? Bằng cái gì ạ? Ai là người nghe tiếng của Đức Thánh Linh? Và Thánh Linh phán với mình là tiếng gì? Anh chị em cũng không hiểu luôn hả? Bằng tiếng Việt đúng không? Phải không? Mà người Trung Quốc thì sao? Chú phán bằng tiếng Trung Quốc. Mà người Cờ Ho thì chú phán bằng tiếng Cờ Ho. Amen. Người Mèo, người Mán thì người Đá. Khi cầu nguyện với Chúa để Chúa đều nghe, hả? Chúa phán lại bằng tiếng của họ. Nên Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng toàn tri, Ngài đầy dẫy cái sự khôn ngoan thông sáng. Amen. Và nghe được các thứ tiếng, và Ngài cũng nói được các thứ tiếng, bởi vì các thứ tiếng ra đời là bởi Đức Chúa Trời ban cho. Amen. Chúng ta thấy Chúa quá tuyệt vời không? Chúa của chúng ta quá tuyệt vời không? Amen. Chúng ta giơ tay lên nói là Chúa quá tuyệt vời. Chúa quá tuyệt vời. Amen. Amen. Chúa tuyệt vời vô cùng. Amen. Amen. Khi mình khám phá ra thì mới thấy được cái sự tuyệt vời của Chúa, cái sự diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Đấng toàn tri đó biết tất cả mọi thứ tiếng, và nói được tất cả mọi thứ tiếng, và cả tiếng của
con thiên sứ nữa. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Và Chúa cho thiên sứ phán với dân Do Thái là bằng tiếng của Do Thái. Amen. Phải vậy không? Chúa phán với Abraham bằng tiếng của Abraham. Amen. Amen. Chúa phán với nước nào, dân tộc nào, người nào bằng tiếng của họ. Và Chúa nghe được lời cầu nguyện của họ vì Ngài là đấng toàn trị. Amen. Ngài là giải sự công nguyên. Và Ngài phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất. Ngài cũng là đấng toàn năng. Amen. Phải không ạ? Và Ngài cũng là đấng toàn tại. Bởi vì Ngài không bỏ một dân tộc nào, tiếng nói nào cả. Ngài ở với họ. Khi họ kêu cầu thì Ngài ở đó. Ngài nghe họ. Ngài là đấng toàn tại, có nghĩa là Ngài ở khắp mọi nơi. Amen. Ngài làm được tất cả mọi sự, không có gì khó cho Ngài. Khi họ kêu cầu Ngài nghe, đừng nhận lời khách tại trong đời sống họ. Chúng ta là Ngài là đấng toàn tri, và Ngài cũng là đấng toàn năng. Và Ngài là phép tại, có nghĩa Ngài đang ở với họ. Ngài là đấng tồn tại. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Chúa phân tán loài người từ nơi đó ra khắp mặt đất, và họ ngưng xây các thành này. Vì thế thành ấy mang tên là Ba-bên. Vì tại đây Chúa làm xáo trộn ngôn ngữ cả thế giới, và Ngài phân tán họ ra khỏi khắp mặt đất. Vì tại đây Chúa làm xáo trộn ngôn ngữ cả thế giới. Vậy bây giờ là cả thế giới rồi, nhiều ngôn ngữ rồi, chứ không phải là một ngôn ngữ hay là một tiếng nói hay là một dân tộc nữa. Bây giờ nhiều dân tộc ở khắp mặt đất và nhiều ngôn ngữ. Amen. Đây là cái sự toàn năng của Đức Chúa Trời đã làm. Bởi vì Ngài đã phán thì Ngài làm. Amen. Bởi vậy mỗi đời sống chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cứ cố tình làm theo ý riêng, đường riêng của chúng ta. Chúa thấy không? Chúa thấy. Chúa biết không? Chúa biết. Chúa có quyền để làm xáo trộn chúng ta không? Chúa có quyền làm cho cái thác nó đổ nát đúng không? Ngài có quyền làm. Cái bài học này là cái bài học mà chúng ta cần phải học và cần phải theo ý của Chúa. Ý cha được nên. Amen. Chứ không thể nào ý con được nên. Chúng ta phải nhớ bài mà Chúa Giê-xu dạy về bài cầu nguyện. Ý cha được nên thì ở đất cũng như ở trời. Amen. Phải không ạ? Ý cha được nên thì ở đất cũng như ở trời. Amen. Chúng ta hiểu điều này không? Nếu mà ý cha không được nên thì ở đất không giống như ở trời đâu. Chúng ta không thể sống trên thiên đàng cái đất được đâu. Bởi vì ý riêng, đường riêng của chúng ta là chúng ta sống thuộc về thế gian rồi. Phải vậy không? Nó thuộc về thế gian. Họ đi theo đường riêng của họ. Họ thờ cái sự khôn ngoan của họ, lấy trí khôn mình làm chúa mình, lấy bụng mình làm chúa mình. Phải không ạ? Nhưng mà người của Đức Chúa Trời thật sự thì phải là ý cha được nên. Thì ở đất mới giống ở trời được. Amen. Vì bạn chị có muốn sống trên ngàn thiên đàng trên đất không? Amen. Nếu không phải đi thiên đàng trên đất thì là gì? Địa ngục trần gian. Thế tại sao chúng ta phải khổ? Tại sao chúng ta sống những ngày đau khổ? Cái đau khổ này không phải là Chúa cho phép, Chúa bày tỏ ra. Nhưng mà cái đau khổ này là do hậu quả của chúng ta. Là theo ý riêng, đường riêng của mình là bị Chúa phá hủy. Nó đau khổ. Chứ không phải cái sự gọi là khổ nạn mà khi chúng ta rao giảng phúc âm mà chúng ta bị khổ nạn, nó hoàn toàn khác. Amen. Khi chúng ta làm đúng theo ý của Chúa, đi ra rao giảng phúc âm thì có những cái sự khổ nạn để chúng ta giống Chúa Giê-xu của chúng ta hoàn toàn khác. Và bởi vì cái khổ nạn này chúng ta có phần thưởng, và chúng ta rất là bình an trong khổ nạn. Nhưng mà cái khổ trong thế gian là nghèo đói và bệnh tật, mọi thứ khổ sự rủa xả, đó là tại duyên kiều từ tố phụ, cũng tại chính đời sống của chúng ta ngày hôm nay vẫn không theo ý của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ coi đến tôi nhất đoạn 2 câu 10 nói rằng là Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh thông biết mọi sự, cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Amen. Có bởi Thánh Linh của Chúa thì ai có thể biết được Đức Chúa Trời. Nên chúng ta biết được Đức Chúa Trời là bởi Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta. Và chúng ta biết được Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm gì là vì Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta.
Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta qua Đức Thánh Linh. Có nghĩa là mỗi một người chúng ta, Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cái mục đích của Ngài cho chúng ta. Amen. Ngài muốn chúng ta làm gì? Mục đích chúng ta là gì? Nếu mục đích của Ngài cho chúng ta là người kinh doanh để có tiền bạc để mà dân trong công việc truyền giáo, giao cho những công việc mà Đức Chúa Trời mong muốn, thì chúng ta hãy kinh doanh, hãy làm. Mà nếu Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành một người truyền giáo thiết lập hội thánh của Chúa, là một người mục sư chân bày, thì chúng ta hãy làm đây muốn của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta không thể làm sai. Nếu trong ai đó chưa biết ý muốn của Chúa, con có làm gì thì hãy cầu nguyện với Thánh Linh, hãy cầu nguyện xin Chúa cho họ biết ý. Bởi vì thời gian nó không còn bao lâu nữa, Chúa Giêsu đến. Mà Chúa Giêsu đến mà chúng ta không biết ý muốn của Chúa mà cứ tiếp tục làm theo ý riêng của chúng ta, thì chúng ta không có phần thưởng gì hết. Chúng ta ở trong sự đau khổ mà nhiều lúc là bị bỏ lại nữa, bởi vì chúng ta không có sẵn sàng. Chúng ta nhớ bà vợ của Lót không? Lý do sao mà bà trở thành tượng muối chúng ta biết không? Tiếc của quá. Bởi vì ra Sodom cũng có rồi mà ra rồi. Tiếc của quá. Bỏ hết mọi thứ. Nên là quay lại nhìn xem là lửa đổ xuống biển muối không? Muối nó bay lên nó phụ hết, trở thành một cái tượng muối thật là đau. Chồng mất vợ, mẹ, con mất mẹ và rất là đau đớn. Nó rác khỏi rồi, nhưng mà đau đớn chứ không phải là vui mừng. Nên chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu chúng ta luôn luôn dạy dỗ chúng ta rằng thế là tôi hai chủ. Amen. Thờ Đức Chúa Trời và thờ tiền bạc. Chúng ta có thờ tiền bạc không? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Nhưng mà tiền bạc cai trị chúng ta là chúng ta đang thờ tiền bạc. Tiền bạc nó quý hơn Chúa là chúng ta đang thờ tiền bạc. Chúng ta tìm kiếm tiền bạc, tìm kiếm tiền bạc, không là tìm kiếm Chúa là chúng ta đang thờ nó. Rất là tế nhị và rất là, phải nói là tinh vi, phải không? Chúa không nói gì khác, nhưng mà Chúa nói là ma môn. Chúa nói là thần tài, thần tài. Chúng ta cần phải suy nghĩ, phải hiểu biết. Và chúng ta biết được rằng một vị vua khi ông sắp qua đời, đưa tang ông đến nghĩa địa thì sao? Các bác sĩ đi theo, các nhà thuốc. Tới cái quan tài của ông thì bét hai cái lỗ là thò hai cái tay ra. Ông nói sao? Có nghĩa là tôi sinh ra tay trắng thì trở về trắng tay. Tiền bạc rải từ nhà cho đến nghĩa địa. Và các bác sĩ cũng biết, có nghĩa là bác sĩ cũng không cứu được ông ta. Tiền bạc cũng không cứu được ông ta, và ông đi đến nghĩa địa là tay trắng thì trắng tay. Nên chúng ta cũng vậy thôi. Chắc chắn cũng vậy. Nên chúng ta đừng có yêu mến tiền bạc hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Đến nỗi mà Chúa nói với chúng ta rằng là chúng ta muốn trở nên môn đồ của Chúa Giêsu thì sao? Và từ bỏ cha mẹ, nhà cửa, đất ruộng, anh chị em, mọi thứ, có nghĩa là cả cái người thân của mình, rồi cả tài sản của mình nữa. Amen. Mới là môn đồ của Chúa. Nếu không từ bỏ chính mình và liều mình bắt tập tự giá theo ta thì không xứng đáng làm môn đệ của ta. Amen. Hôm nay rồi chúng ta phải để Chúa là số 1. Amen. Chúng ta này Chúa là số 1 trên hết. Và chúng ta phải theo sự chỉ dẫn của Chúa, theo mục đích mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta. Cái điều này tôi nói với quý vị là có nghĩa là không phải là chúng ta bỏ cha bỏ mẹ bỏ bất cùng nhà cửa, nhưng mà Chúa là trên hết. Và cái gì đó là thứ yếu chứ không phải trên Chúa được. Chúng ta nhớ được. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy một cái sự hiệp nhất thứ hai trong thời Tân Ước. Hiệp nhất ở đâu chúng ta nhớ không? Cái sự hiệp nhất thứ hai này đó là cái vụ đồng một. Những người mà đưa Chúa Giêsu về trời thì họ trở về nhà theo mệnh lệnh của Chúa, và họ hiệp nhất với nhau, và họ cầu nguyện suốt bao nhiêu ngày? Suốt 10 ngày, đúng không ạ? Cho tới ngày lễ vũ tục thì Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ xuống. Thánh Linh đầy bên ngoài, lửa bên trên, và Thánh Linh đầy bên trong,
mà họ khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho họ nói. Amen. Tôi tin rằng trong Thánh Ba Bên, Đức Thánh Linh cũng làm cho họ nói các thứ tiếng. Và Đức Thánh Linh thanh tán họ ra khắp nơi trên mặt đất. Amen. Và ngày lễ cuối cùng, Đức Thánh Linh sử dụng họ và cho họ nói các thứ tiếng. Amen. Và các thứ tiếng nói từ nói Thánh Linh của Đức Chúa Trời và ích lợi cho Đức Chúa Trời và ích lợi cho rất nhiều người. Chúa Giêsu trước khi về trời, Ngài đã tuyên bố rằng hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hay là đồng hóa muôn dân cho đến môn đồ ta. Hãy nhân dân Đức Cha Đức Con Đức Thánh Linh và phép bắt tay cho họ và dạy họ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này ta ở với các con luôn cho đến tận thế. Amen. Amen. Như vậy thì chúng ta thấy cái dấu hiệu của Tháp Ba Bên, họ nói các thứ tiếng khác và bị phân tán ra khắp nơi trên mặt đất. Thì bây giờ trong công vụ đoạn 2 thì họ bắt đầu nói các thứ tiếng. Amen. Và mục đích của Đức Chúa Trời là gì? Là đi khắp thế giới giảng tin lành. Amen. Amen. Phải đi khắp thế giới giảng tin lành. Chúng ta thấy ở đây cái mạng lệnh của Chúa là bảo họ đi khắp thế giới giảng tin lành. Và khi Đức Thánh Linh đổ xuống, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng lên các con thì các con nên nhận lấy quyền phép và làm chứng người ta tại Jerusalem, đến xứ Judea, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Đó là mạng lệnh của Chúa. Nhưng mà khi Thánh Linh đổ xuống, họ nói các thứ tiếng khác, thì chúng ta thấy được rằng là khi họ nói lên các thứ tiếng thì các dân tộc trên khắp thế giới, dân Do Thái Lan Lan ta ở khắp nơi trên thế giới, họ trở về. Họ trở về làm gì? Họ trở về để dự ngày lễ cuối cùng. Họ trở về dự ngày lễ. Họ nghe những người này là những người ra lên lên. Tại sao nói được thứ tiếng chúng ta sinh tại? Có nhiều người họ rất là lâu, họ sinh tại nước ngoài, và bây giờ họ nghe được tiếng của xứ họ. Cũng có những người mới theo đạo Do Thái, họ nghe được tiếng xứ mình và họ nói rằng là những người đến những người Galilee, tại sao nói được thứ tiếng chúng ta sinh tại? Họ nói, họ dùng tiếng của chúng ta sinh tại để nói lên sự cao trọng của Đức Chúa Trời, nói lên sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Amen. Nói lên sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Khi Ngài ban cho các thứ tiếng thì họ nói lên cái sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Tiếng của thiên đàng, tiếng từ nơi Đức Thánh Linh ban cho. Tất cả các tiếng nói là bởi Đức Thánh Linh ban cho, chứ không phải là bởi con người tự có thể nói. Amen. Con người nói, rồi sau đó con người mới tạo ra chữ. Và tiếng Việt Nam của chúng ta thì sao? Chúng ta nói được nhưng mà không có văn tự, không có chữ. Đây là cái người giáo sĩ người Pháp đã dịch ra tiếng Việt. Phải vậy không? Nên vấn đề tiếng nói thì có, nhưng mà chữ nghĩa thì chưa có. Và con người được Chúa cho khôn ngoan để ra chữ viết của mình, để mình đọc, có thể hiểu, có thể viết. Đây là điều mà được gọi con người giống thức. Từ sáng thế cho đến công bộ các sứ đồ thì chúng ta nhận biết được là cái sự toàn tri của Đức Chúa Trời suốt mấy ngàn năm. Nếu chúng ta suy nghĩ từ theo gia phả thì từ Adam cho đến thời kỳ Chúa Giêsu là suốt 4.000 năm, phải không ạ? Suốt 4.000 năm. Còn trước tiền Adam thì chúng nó lâu đời thì chúng ta không có hiểu nhiều được, chúng ta biết một chút xíu gì đó thôi. Như vậy thì suốt 4.000 năm, và Chúa hứa với loài người khi loài người phạm tội rất là dòng dõi người nữ sẽ dài đạp đầu mày, còn mày thì cắn lốt trên người, thì Chúa nói về Satan sẽ bị dòng dõi người nữ đạp trên đầu, phải không? À, và Satan sẽ cắn lốt. Như vậy là dòng dõi người nữ là Chúa Giêsu. Amen. Và Chúa Giêsu đã sinh ra và được gọi là Adam cuối cùng. Adam thứ nhất đem con người vào trong tội lỗi, bị đau khổ, bị nô lệ cho Satan. Còn Adam cuối cùng đến để giải phóng con người ra khỏi quyền lực của Satan, ra khỏi sự nô lệ, ra khỏi áp bức, ra khỏi mù lòa.
Và khi Chúa đã, Giê-xu đã làm xong chương trình cứu rỗi của Ngài trên thập tự giá rồi thì điều gì sẽ ra? Ngài về trời và Ngài đổ Thánh Linh xuống. Và khi đổ Thánh Linh xuống thì họ đầy dẫy Đức Thánh Linh và khởi sự nói các thứ tiếng khác theo Đức Thánh Linh cho mình nói. Amen. Ồ, vô cùng tuyệt vời. Và khi họ nói các thứ tiếng khác thì Chúa có biết không? Chúa biết. Amen. Đức Thánh Linh nó phán với Phi Rơ không? Luôn luôn phán với Phi Rơ. Bây giờ thì chúng ta thấy một điều tuyệt vời hơn thần tự ước. Đó là mỗi người trở thành một đền thờ của Đức Chúa Trời. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong đền thờ đó. Amen. Và Chúa Giê-xu khởi sự đầu tiên. Đó là Chúa Giê-xu trở thành đền thờ của Đức Chúa Trời. Và Thánh Linh ngự trong Chúa Giê-xu. Thời kỳ của Chúa Giê-xu thì Thánh Linh không ngự trong đền thờ Jerusalem nữa. Nhưng mà ngự trong Chúa Giê-xu. Mà ngự trong Chúa Giê-xu có nghĩa là Chúa Giê-xu đi đến đâu thì sự tự do đến đó. Đi đến đâu thì quyền năng cấp lại xảy ra ở đó. Bởi vì cái sự hiện diện của Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giê-xu, nên Ngài nói là thần linh và sự sống. Ngài nói ra là sống. Ngài nói ra là chữa lành. Ngài nói ra là giải cứu. Ngài nói ra là người chết sống lại vì cuộc đời được thay đổi. Bởi vì Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự trong Chúa Giê-xu. Và khi Chúa Giê-xu về trời thì Thánh Linh đổ xuống. Thì Thánh Linh của Chúa ngự trong hậu thánh và hậu thánh ra nên đền thờ của Đức Chúa Trời. Và Thánh Linh ngự bên trong. Amen. Và trong 20 người đó là hậu thánh của Đức Chúa Trời đầu tiên và thêm 3.000 người nữa. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng đang đạo trên đời sống của họ. Và họ trở nên đền thờ của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Như vậy chương trình của Đức Chúa Trời nó dài như vậy. Nhưng mà Ngài không quên. Ngài thành tín với lời hứa của Ngài. Amen. Ngài ban Chúa Giê-xu đến. Hay là một Đức Chúa Trời ngôi lời. Đức Chúa Trời đó đã trở thành con người và trở thành một con người thật sự và chết thay cho loài người trên thập tự giá. Như vậy thì chúng ta thấy được mọi lời hứa của Đức Chúa Trời dù bao nhiêu ngàn năm đối với chúng ta rất dài, nhưng mà đối với Ngài là đời đời. Amen. Đối với Chúa là hiện tại đời. Và chương trình của Đức Chúa Trời đã kéo dài qua Chúa Giê-xu đến các hậu thánh cho đến ngày hôm nay, chúng ta thêm 2.000 năm nữa và tiếp tục cho đến 1.000 năm mình đang Chúa Giê-xu trị vì và bước vào trong cõi đời đời nữa. Sa-tăng nó bị quăng xuống hồ lửa, tất cả những người thuộc về Sa-tăng đều quăng xuống hồ lửa, những người chết tịch và những người của Đức Chúa Trời, những người chịu đau khổ, những người phục vụ Đức Chúa Trời, những người sống cho Đức Chúa Trời thì những người đó ở với Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta thấy được cái sự toàn tri của Đức Chúa Trời thật là vĩ đại vô cùng. Chúng ta không hiểu được. Quá diệu kỳ. Không hiểu được. Đức Chúa Trời giờ đây là người giống Đức Chúa Trời. Rồi có người bắt đầu phạm tội rồi thay đổi. Cuộc đời nó thay đổi hoàn toàn. Và cái bản tính của Đức Chúa Trời không còn ở trong con người nữa mà con người trở nên giống bản tính của Satan. Nên Chúa nói rằng là loài người thì sao? Chống trá hơn mọi vật và xấu xa không có thể. Nhưng mà Chúa biết, Chúa dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, tìm đường họ đi hay công việc họ làm. Đức Chúa Trời của chúng ta. Nên tôi nói với hội thánh của Chúa rằng, Chúa biết chúng ta làm gì, Chúa biết chúng ta đi đâu. Giống như David nói là tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa, tôi sẽ trốn đâu khỏi mà. Nếu tôi lên trời thì Chúa không ở đâu. Nếu tôi xuất hiện thì Chúa không ở đâu. Bất cứ tôi ở đâu thì Chúa không ở đâu. Tôi không thể trốn Chúa được. Không thể lấy cái sự bóng tối để che khuất Chúa được. Bởi vì Chúa là đang tồn tại. Amen. Chúa đã tạo dựng nên tôi. Ở trong lòng mẹ tôi thật đáng sợ và lạ luôn. Có nghĩa là Ngài là đang toàn năng. Amen. Ngài là đang tạo dựng nên con người chúng ta. Khi những cái đất chất đó mà tạo thành một con người, một cái bào thai trong lòng của mẹ mình á, thì chúng ta biết được rằng đó là sự toàn năng của Đức Chúa Trời. Ngài đã tính toán và Ngài đã thiết kế và Ngài đã tạo dựng. Nó quá diệu kỳ, nó vượt qua trí hiểu của con người. Và ông nói rằng là số các ngài định cho tôi đã ghi vào sổ của Chúa. Trước những ngày chưa có ngày nào hết, chưa có ngày nào hết là mà số các ngài đã định cho tôi đã có rồi. Chúng ta thấy điều kỳ không? Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta ngồi đây và tương lai chúng ta như thế nào
thì Chúa đã định rồi. Chúng ta có nên chống lại đường lối của Chúa không? Chúng ta có nên chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời không? Có muốn không? Hãy hỏi người bên cạnh bạn, có muốn chống lại ý muốn của Chúa không? Tôi thấy ai cũng lắc đầu, ai không muốn đúng không ạ? Bởi vì nó theo ý của chúng ta thì là đau khổ, thì là địa ngục, và có thể là chết đời đời trong hồ lửa. Amen. Bởi vì chúng ta biết là Adam, và theo dòng dõi của Adam cho đến đời Chúa Giêsu là sống trong sự đau khổ, và vì chúng ta bị bỏ, Chúa chỉ chọn Adam, một gia đình của Adam thôi, và trở nên một dân tộc thánh cho Đức Chúa Trời, đó là Adam, Isaac và Jacob. Và qua dân tộc đó, Chúa Giêsu ra đời. Và khi Chúa Giêsu ra đời là ngày kết tất cả những dân tộc trên thế giới trở lại với Đức Chúa Trời. Amen. Và chúng ta đã trở lại với Đức Chúa Trời, ta biết Đức Chúa Trời, biết chương trình hoạt động của Ngài, và biết rõ rằng là Ngài là đáng toàn trị, Ngài là đáng toàn năng, và Ngài là đáng toàn tài. Amen. Đây là những thuộc tính của Đức Chúa Trời mà chúng ta cần phải thấu hiểu để chúng ta kính sợ Chúa. Chúa rằng khi các ngươi được nhận lấy việc phép thì là sao? Làm chứng người ta đúng không? Đây là ý định của Đức Chúa Trời, và đây là mạng lệnh của Chúa. Amen. Chúng ta cần phải làm. Amen. Phải làm. Và tôi nghĩ rằng làm việc này không khó. Tôi thấy nhiều cái việc khó mà anh chị em còn làm được. Những cái bài toán khó mà còn làm được. Phải vậy không? Nghiên cứu kỹ càng rồi tìm cách mọi thứ, và những người mà học trò mà sinh viên, những cái bài toán khó, những cái gì khó đó thì họ cũng cầu nguyện và Chúa cũng mở ra để họ có thể làm được, đúng không? Còn mình Chúa có khó không chị em? Có không? Đó phải không? Có đắng có thể giúp đỡ anh chị em. Đó là được không? Nếu chúng ta cho là có. Amen. Và tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta làm chứng về một đấng cứu thế và chúng ta đã kinh nghiệm thì nó không có gì. Nếu ai đó được Chúa Giêsu chữa lành cho đời sống của mình bệnh gì đó, chúng ta hãy nói rằng tôi đã được chữa lành khi thấy cái người bệnh đó. Nói là, ồ, trong hội thánh của tôi cũng có người bệnh giống như anh, giống như chị đó. Nhưng mà khi tin nhận Chúa Giêsu đã chữa lành, thì Ngài đã chữa lành cho họ. Bây giờ chúng ta có cho họ rất là nhiều. Ồ, hãy đến đâu hả? Họ đến với Chúa Giêsu. Đơn giản thôi, chúng ta đừng có dài dòng nói nhiều. Nói nhiều mà họ thấy mình là không có làm, nói tốt mà không làm tốt, phải mà nói nhiều mà không có làm, không có hành động gì hết thì nó vô ích đi. Nên chúng ta cần phải nói ít thôi, và quan trọng là chúng ta phải sống giống Chúa. Amen. Amen. Anh chị em muốn hưởng gia tài của cha không? Amen. Chúa không thể nào ban gia tài cho một người không giống mình. Nó đâu đâu á, mình sao ban gia tài cho nó được. Nhưng mà cái người nào giống cha, bản thân giống cha, làm công việc của cha, của cha thì của con. Amen. 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 Chúa không ban gia tài cho người con trai hoang được. Chúa chỉ phục hồi lại bổ phận làm con thôi, phải không ạ? Nhưng mà Chúa ban cho cái người anh cả đó, bởi vì người anh đó nói rằng là cha ơi, con phục vụ cha, không bao giờ trái ý cha. Này cha đó nói rằng là con ơi, của cha là của con, bởi vì nó giống cha, nó phục vụ cha, nó vâng lời cha. Amen. Một đứa con, một đứa con không ra gì hết, chống lại cha của mình. Nếu anh chị em có chia gia tài cho nó không? Thì chắc là không ai muốn chia cho. Nên đời sống chúng ta ngày hôm nay, chúng ta không phải con nói là Chúa ơi, bây giờ làm theo ý của Chúa, con phải giống cha, khó quá, khó quá, con phải giống anh cả của con là Chúa của thế Giêsu, khó quá, con không có làm được. Thì chúng ta có hưởng được gia tài không? Không. Nên chúng ta phải làm. Amen. Chúng ta phải làm chứng nhân cho Chúa. Amen. Bởi vì nhiều người xung quanh chúng ta họ đang chết mất, họ đang đùa đến sự chết, chúng ta phải cứu họ. Và đây là gọi là việc cần làm ngay. Amen. Amen.
Đây là việc cần làm ngay, chúng ta phải nói. Trong ECN chúng nó nói là nếu người không nói với người đó, người đó chết trong tội lỗi của mình, nhưng mà má của họ sẽ đổ lại trên đầu con cái. Nhưng mà nếu người nói thì sao? Mà họ không tin, họ không nghe thì họ đã chết trong tội lỗi của họ. Và các người được tự do. Amen. Amen. Nên chúng ta cần phải nói. Nói anh ơi, chị ơi, hãy tin Chúa Giêsu đi. Thì nó cái tâm sơ thôi. Nhớ ông tiến sĩ mục sư muốn đi, ông hứa với Chúa rằng Chúa ơi, mỗi ngày con phải làm chứng nhân cho một người. Con phải nói với một người về Chúa. Nhưng mà ngày hôm đó từ sáng cho đến tối, 9 giờ tối rồi mà ông quên, chưa nói với người nào. Nó bắt đầu, ông đi ra khỏi nhà, ông đi qua nhà xuống. Ông thấy cái nhà kia còn hé hé cái cửa sáng sáng. Ông gõ cửa trong, ông mở cửa ra, ông bỏ cái chân vào. Đã. Ông nói rằng, hãy tin Chúa Giêsu để anh và cả nhà anh được. Khi đó ông cầu rồi. Cái ông đó nổi giận lên, ông nói này, tôi biết anh là mục sư, chứ anh không phải mục sư được, tôi tát anh một cái. Ông vì tối rồi nhà ta sẽ đi ngủ rồi, bây giờ đi tin Chúa Giêsu. Nhưng mà một tuần lễ đó, người đó không ngủ được. Cứ anh tin Chúa Giêsu đi, anh và cả nhà anh được. Cái câu đó nó văng vẳng bên lỗ tai. Cái ông đó chịu không nổi, biết một tuần lễ không ngủ được, và cái câu đó cái văng vẳng bên tai. Và cuối cùng đến Chủ nhật đó thì ông đến quỳ gối tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa Chúa. Bởi vì nhiều người được cứu là bởi Chúa của chúng ta. Amen. Không phải là chúng ta tài giỏi để chinh phục đâu. Nhưng lúc chúng ta nói học không đi Chúa thì chúng ta thấy buồn và chúng ta không nói nữa. Hay là nói nhiều rồi, người ta không nghe rồi không nói nữa. Không. Cuộc đời chúng ta làm chứng nhân là hãy cứ làm chứng nhân. Amen. Phải là chứng nhân chứ không thể nào mà cứu đi được. Còn sống là làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. Amen. Còn sống là làm chứng nhân cho Chúa Giêsu. Nên chúng ta hiểu được rằng Chúa ban cho 120 người đó, họ nói các thứ biết hết. Họ nói nhiều cái ngôn ngữ khác và nhiều dân tộc, nhiều quốc gia. Họ có thể nghe được tiếng của họ để họ ngợi khen với Chúa Trời. Amen. Để họ tố cáo với Chúa Trời. Tôi nhớ là cái câu chuyện mà một sư, ông đi đánh chinh phục cái đảo mang tiền người đó. Ông chị em nghe là bao mà có nghe là tôi cũng kể lại. Mà hậu thánh không được bắt tên thánh linh, không nói tiếng lại gì hết. Nhưng mà họ cũng có tấm lòng truyền giảng. Họ đến một hòn đảo chinh phục một cái hòn đảo khác, thì có một số người điên chúa là hậu thánh rồi đó. Nhưng mà họ muốn qua cái hòn đảo bên kia, và hòn đảo bên kia là hòn đảo anh chị. Nên không ai muốn đi và ai cũng cản, đừng qua bên đó. Nhưng mà vợ con bị sốt hết, hút hết rồi. Bây giờ phải về lấy thuốc, mà về lấy thuốc là phải qua hòn đảo, cái ngang qua hòn đảo. Tây Nhân quyết định là cho 5 người đi. Cho 5 người đi và 4 người chạy về. Còn một người thì bị dân nó bắt. Nó là một căn lều, giống như nó làm cái cây trụ, nó cột cái người đem nó trong cây trụ. Đi ra phía trước nó có bức màn. Hai lính cầm hai cây thương gác cổng. Thì ông nói rằng là bây giờ tôi là người sướng ra để họ đi lấy thuốc để cứu vợ tôi. Bây giờ tôi không có trách nhiệm cứu anh em của mình. Họ chia ra làm hai quân đoàn. Bên này và bên kia, ông sẽ đi bên này, còn bên này là dụ cho dân làng nó đuổi theo họ. Thì bên này ông vào ông cứu cái người bạn của mình. Ông thấy một cái lều đó là biết là nó đang cột cái người bạn của mình. Nhưng mà ông cứ đi tới mà bên này thì không nghe tiếng tâm gì cho. Không nghe cái tiếng gì. Ông cứ đi tới và dân làng nó cũng không nói gì. Rồi hai lính cầm hai cái thương dựng đó, nó cứ đứng sừng sững như là nó không nói gì. Không vào ở trong lều đó, ông thấy người bạn của mình cột trong cái trụ đó, thì ông tháo xong xôi rồi ông nói chạy. Thì người kia nó mềm xìu rồi, coi như là không chạy nổi luôn. Ông lôi ra khỏi cái căn lều đó, thì ông thấy dân làng nó ngồi cái hình bán nguyệt rộng, ngồi nó xếp đó hết rồi. Rồi ông thấy hai người ngồi phía trước, và ông tin là ông biết rằng đó là một ông chủ làng với là một ông phù thủy. Thì ông phù thủy đó
hay là nó chủ là nó một thầy khỉ gì đó cầm cái cây sậy lên, nó nói gì đó rồi quăng cây sậy xuống. Rồi ông phù thủy đó bắt đầu ông cầm cái sậy, ông đi tới chỗ một sư với ông bà đang đứng. Cái ông ơi cầm cái sậy, nó nói gì đó mà đâu biết tiếng gì đâu, nói gì đó quăng cây sậy xuống. Thì ông một sư này ông nghĩ là chắc là nó muốn mình nói cái lời cuối cùng gì đó. Cái thì ông cầm cái sậy lên, ông nói chú Thánh Linh ơi, bây giờ ông không biết nói gì, nhưng mà Đức Thánh Linh lấy sự thở than không nói ra được của con cầu thai cho con. Ông nhớ được là câu Roma 8 và 6. Ông nói chứ đó. Mà khi ông vừa nói xong là cái miệng ông mở ra, ông nói một cái thứ tiếng không biết cái gì. 20 phút đồng hồ. Quý vị suy nghĩ đi, 20 phút đồng hồ xong thì ông vừa nói ông nhìn chân chân là thì ông thấy mắt của họ đỏ, nước mắt họ chảy xuống. Ông không biết chuyện gì xảy ra. Và 20 phút sau thì ông ngưng và không nói nữa. Thì ông xem tình hình như thế nào. Thì ông thấy ông chủ làng đã nói rằng phù thủy đó, cái ông phù thủy đó sai là coi như là mấy bốn con gà, bắt bốn con gà đưa cho phù thủy đến dặn cổ con gà này rải cho một sư, ông dặn cổ con gà kia ông rải cho ông bạn nữa. Thì hai người mới hoàn hồn, có nghĩa là mặt hai gà anh chết thế mình rồi. Rồi để cho mỗi người một con gà đi về. Họ không biết chuyện gì xảy ra. Rồi sau đó thì họ ngoại giao với nhau, rồi họ qua lại, họ trò chuyện với nhau, rồi học được cái tiếng của dân tộc ở đó. Thì ông mục sư mới hỏi rằng tại sao lúc đó các anh em không giết tôi, không ăn thịt, nhưng mà tại sao lại cho gà tôi được cho tôi về là sao? Thì họ mới nói rằng là khi anh đứng lên anh nói là anh nói tiếng của chúng tôi. Chúng tôi thấy, chúng tôi tội lỗi quá, kinh khủng quá, và chúng tôi phải ăn năn trước mặt Chúa và tha cho các anh và cho các anh về và tặng gà thêm cho các anh nữa. Amen. Amen. Ồ, cái tiếng này là vô cùng tuyệt vời. Khi mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cái tiếng đó thì chúng ta biết được rằng là Chúa nói rằng là hãy đi khắp thế giới giảng tin mừng cho mọi người. Amen. Amen. Và có cần thì chúng ta hãy dùng cái tiếng đó. Amen. Amen. Hãy dùng cái tiếng đó. Tôi nhớ một cái bà giáo sĩ Mỹ đi qua Trung Quốc, mà Trung Quốc chúng ta biết được là một cuốn kinh thánh ở tù 1 năm, nhưng mà bà mang một ba ly kinh thánh đi vô hải quan, xuống máy bay vô hải quan, tự nhiên cái hải quan nó thấy vô bà là người Mỹ rồi, nó bà mà nói được tiếng Trung Quốc các con cháu bà quá khỏi cần phải sốt, đó là một đàn tiếng bà. Anh hãy qua đó, thôi bà. Chúng ta hãy giờ cải thánh linh của Chúa. Amen. Đức Thánh Linh ban cho là điều vô cùng quý giá. Đức Thánh Linh ban cho thì chúng ta sẽ có một lúc nào đó chúng ta sẽ nói. Amen. Có một cái tiếng nói là tiếng nói với Đức Chúa Trời bởi chẳng ai hiểu, nhưng mà có một loại tiếng nói là nói với người ta được. Amen. Nên Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta. Quá diệu kỳ, quá tuyệt vời. Ngài là đấng toàn biên, Ngài đầy dẫy sự khôn ngoan, Ngài khôn ngoan mọi đường. Amen. Nên chúng ta có một người cha vô cùng tuyệt vời. Nên khi chúng ta cầu nguyện nó tiếng là, khi chúng ta nói tiếng là, chúng ta hãy giao thông với Thánh Linh của Đức Chúa Trời và nói chuyện với Thánh Linh rằng là Thánh Linh ơi, con phải làm gì, con phải như thế nào. Hãy thông công với Đức Thánh Linh, bởi vì Ngài có một điều nổi bật, đó là sự thông công. Đó là trò chuyện. Ngài muốn đồng công, Ngài muốn bày tỏ, Ngài muốn hiệp bầu cái đời sống của chúng ta để chúng ta làm những việc lớn và khó, những việc chúng ta chưa từng biết. Amen. Bởi vậy tôi nói vào Thánh của Chúa rằng chúng ta đã nhận lãnh Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và Ngài là đấng toàn năng, Ngài là đấng toàn tri, Ngài là đấng toàn tại, Ngài làm được mọi sự, Ngài biết hết mọi sự và Ngài ở khắp mọi nơi. Amen. Và Ngài ở trong bạn. Amen. Ngài ở trong lòng Thánh của Chúa. Amen. Thì như vậy thì chúng ta không giấu được Chúa. Chúng ta không tránh được Chúa. Và không có nan đề nào trong cuộc đời của chúng ta mà Chúa không làm được. Amen. Amen. Chúa đã thay đổi cuộc đời của con người. Chúa đã chữa lành. Chúa đã làm cho người què được, đi người phúc được, thành người công nó được, người chết sống lại. Thì không gì khó cho Đức Chúa Trời. Và cái điều vô cùng quan trọng thì chúng ta phải phân lời. Amen. Amen. Chúng ta phải là người phân lời. Để chúng ta hiểu Ngài là còn cái, hiểu là Ngài còn năng, hiểu là Ngài còn lạ, là chúng ta phải phân lời. Bởi vì chúng ta không thể nào tránh khỏi.
Jonah có tránh được không? Không tránh được. Và phải vào bụng cá, rồi tránh bữa ra, rồi phải tiếp tục đi giảng thôi. Amen. Nên chúng ta cần phải hiểu. Nên mà chúng ta đã hiện ra của chúng ta là như vậy rồi thì chúng ta phải amen và làm theo ý muốn đó, chúng ta đừng làm theo ý riêng của mình nữa, đừng giống như tháp ba bên nữa, đừng có hiện chung nhau để làm theo ý riêng đường riêng của mình nữa, đừng có hiện chung nhau mà nấu hành, đừng có hiện chung nhau mà xác thịt, đừng có hiện chung nhau mà đi nghịch lại với Chúa Trời. Amen. Amen. Nhưng mà hãy hiệp chung nhau cầu nguyện với Chúa. Amen. Hãy hiệp chung nhau trong những ngày tháng chúng ta thấy rằng là có những ngày kia đang cầu nguyện của dân, chúng ta cần phải hiệp chung nhau cầu nguyện và cầu nguyện, phải hiệp lại với nhau cùng, chứ còn ở nhà chỉ là cá nhân của chúng ta thôi. Amen. Amen. Các bạn thấy không, chúng ta thì chỉ cá nhân ngồi một riêng, nhưng mà cái việc hiệp chung nhau là khác. Và khi hiệp chung nhau thì chúng ta thấy được rằng là Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ có bày tỏ, và Ngài bày tỏ chung điều gì thì chúng ta có thể hiểu được mục đích chung, và chúng ta cũng cần phải làm gì. Amen. Amen. Nhiều người chúng ta không nghe được tiếng phán của Chúa, nhưng mà chúng ta được thúc giục để làm điều này và làm điều kia, nên chúng ta cần phải làm. Amen. Amen. Thánh Linh của Chúa quá tuyệt vời. Ngài nghe tiếng của Phi-rơ, Ngài phán với Phi-rơ, Ngài nghe tiếng của Philip, Ngài phán với Philip, Ngài nghe tiếng của Phao-lô, Ngài phán với Phao-lô, là những người Do Thái. Chúng ta thấy rằng hội thánh đầu tiên người ta kịp chung với nhau, rồi bẻ bánh, vui vẻ, thật tạ, không muốn đi ra. Nay Chúa cho một trận bắt bớ xảy ra, tán lạc khắp mọi nơi, giống như tháp ba bên trên này, muốn tụ hợp lại với nhau, không muốn lìa xa, muốn mặc ráng danh, nhưng mà không chịu đi ra. Vào tháng đầu tiên của họ chỉ tập trung tại Jerusalem, vui mừng bẻ bánh với nhau, vui vẻ thật thà, ngày nào không chịu đi ra chút phía bên mình. Và Chúa cho một trận bắt bớ xảy ra, họ đánh đập khắp nơi. Philip đến xứ Samari giảng, chúng ta đến đâu thì họ giảng đâu, đến đâu thì bởi vì họ hiểu rồi. Bây giờ họ hiểu rồi tại sao là bị bắt bớ, bởi vì Chúa cho đánh đập khắp mọi nơi, để rồi người nào đi đến đâu giảng đến đó, đến kinh thánh nó đồn ra khắp nơi trên thế giới. Amen. Đó là ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta ngày hôm nay chúng ta hãy sẽ khởi đầu, bắt đầu từ Jerusalem. Thì nói chung á, chúng ta nhớ này, Jerusalem là một thành phố của dân Do Thái mà nhiều quốc gia, nhiều dân tộc không đến đâu. Mà Jerusalem độc nhất chỉ có Do Thái đó thôi, không có một dân khác. Nhưng mà họ ở giữa cái tôn giáo đó, họ giảng về Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu của họ đã bị cái tôn giáo đó giết trên thập tự giá. Nhưng mà họ ở đó, họ giảng bằng quyền năng và phép lạ, chinh phục bao nhiêu người ghi nhận Chúa Giê-xu ở đó. Thì lúc chúng ta ở giữa công giáo, chúng ta ở giữa Phật giáo, chúng ta ở giữa cao đài hòa hảo gì đó, chúng ta ở giữa một cái tin lành truyền thống gì đó, chúng ta lại sợ là chúng ta không làm được, vì xung quanh là những người có tôn giáo này đến tôn giáo khác. Nhưng mà Chúa nói là chúng ta hãy mặc lấy quyền phép để làm chứng nhân cho Ngài. Amen. Hãy mặc lấy quyền phép để làm chứng nhân cho Ngài và bước đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ thành công, chúng ta sẽ có kết quả cho Đức Chúa Trời của chúng ta trong những ngày còn lại. Amen. Nên chúng ta phải đi và phải đi. Amen. Anh nói với người bên cạnh, bạn phải đi. Amen. Nhân phòng thì các tôi xin mời lãnh chúng ta đi về. Chúng ta nhờ cậy Chúa và cầu nguyện trong thời gian này. Mọi người chúng ta đã nghe Chúa đi. Hãy nói với Chúa rằng con đã nhận lãnh cái sự cứu rỗi một cách nhân khẩu. Đây là ân điển mà Chúa ban cho con. Chúa nói là uống chén này, ăn bánh này thì phải ra sự chết của ta cho đến lúc ta đến. Nhưng mà con chưa làm được. Ngài đã phán là khi mà Thánh Linh giáng trên các con nhận lấy quyền phép để làm chứng về ta. Bắt đầu từ Jerusalem đến khắp thế giới, nhưng mà con chưa làm. Xin Thánh Linh giúp con. Xin Thánh Linh ban sức mạnh cho con. Xin Thánh Linh cho con thật sự có một tấm lòng con phục lời. Chứng nhân cho Chúa có thể chịu chết vì dân Ngài.
chứng nhân cho Chúa cũng đầy đầy sự dư. Hầu vì Chúa chắc chắn vui mừng không thiếu, hầu vì Chúa chắc chắn đau buồn không thiếu, hầu vì Chúa thì có Chúa đi cùng mua tôi. Chúng ta hãy biết thôi, hãy biết thôi, hãy hết lòng ăn ngăn tất cả những loại những cái dụ dự của chúng ta, nghi ngờ đó là chúng ta mê đắm của đời này và không làm công việc của Đức Chúa Trời. Xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Chúa ơi, trước nhất chúng con nói với Chúa rằng xin dòng ý Chúa Giêsu rửa sạch chúng con, và xin tin Chúa biết đâu cuộc đời của chúng con thì cuộc đời này không phải là một cuộc đời là cái ý duyên được riêng của mình, không phải hiệp giúp với nhau để làm theo ý riêng của mình, theo ý của loài người, nhưng mà chúng con hiệp chung với nhau cầu nguyện với Chúa để rồi chúng con làm theo ý muốn của Chúa. Cảm ơn Ngài. Ngài phân tán dân tộc, một ngôn ngữ, một dân tộc trở thành nhiều dân tộc, nhiều ngôn ngữ khắp nơi trên thế giới để làm đúng theo ý muốn của Chúa Trời. Và trong cái thời kỳ tân ước này, Ngài cũng làm cho chúng con nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho chúng con nói, và Ngài cũng sai chúng con đi khắp nơi trên toàn thế giới để giảng tin lành quyền năng của Ngài. Đây là một cái sự tự nguyện, là mạng lệnh của Đức Chúa Trời, nhưng mà là sự tự nguyện. Vì cỡ đó nên chúng con chần chừ, nên chúng con nhiều lúc không muốn đi làm. Chứng nhân cho Chúa Giêsu của chúng con, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Nhiều lúc quá tự do, chúng con quên đi cái mạng lệnh của Chúa. Tại mạng lệnh của Chúa là đi khắp thế giới giảng tin lành. Ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố bẻ gãy xì xích này, amen, bẻ gãy dây trói buộc này, bẻ gãy tất cả, đập đổ tất cả những tôn lý, mọi lý luận, mọi sự tự cao, dấy lên nghịch cùng sự hiểu biết của Chúa Trời. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố phá hủy tất cả, hầu cho chúng con hoàn toàn được tự do trong Chúa. Để ngày cuối cùng này chúng con kết quả cho Chúa, dù một hai người đi nhận Chúa Giêsu, chúng con vẫn được phá hủy. Cảm tạ Chúa vì Ngài đồng hành. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời tiếp tục thúc giục chúng con, lửa của Thánh Linh cháy trong đời sống của chúng con, để hội thánh của Chúa sẽ đi ra khắp mọi nơi trên toàn thế giới này, để làm chứng nhân cho Chúa, bắt đầu từ địa đầu sau này, từ trong gia đình của họ, làng xóm của họ, là những nơi mà họ đang ở, và đi xa hơn nữa, đi xa hơn nữa, đi xa hơn nữa, lan rộng. Và con tin rằng là chúng con trung tín cho việc nhỏ sẽ trung tín cho việc lớn, chúng con trung tín cho việc nhỏ thì Chúa sẽ cho chúng con coi sóc nhiều. Chúng con cảm ơn Ngài ngay bây giờ. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy tràn, đầy tràn trên quyền lạc trên chúng con, đầy tràn ngay bây giờ, đầy tràn Thánh Linh của Chúa, đầy tràn tình yêu của Đức Chúa Trời, và không thiếu ơn nào cả trong ngày cuối cùng này, để rồi họ đi ra gặp những nan đề, gặp những con người cần sự giải cứu, cần sự chữa lành hay cần sự biến đổi. Thì Chúa ơi, họ nhờ cả Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động, và con tin rằng là khi lời của họ công bố ra, Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ hành động. Amen. Và xác chứng lời họ bằng nhiều dấu kỳ phép lạ. Chúng con cảm ơn Ngài. Đây là lời hứa của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho họ hiểu rằng họ trở nên là con của Đức Chúa Trời, là chứng nhân cho Chúa Giêsu, là con người không còn là bình thường nữa, nhưng mà trở nên rất phi thường. Không còn là tự nhiên nữa, nhưng mà trở nên rất siêu nhiên, làm những việc quá siêu nhiên. Con cảm ơn Ngài. Đây là điều khắc lệ đời sống của chúng con, để chúng con uống và làm theo ý tốt của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Ý cha có được năng nghe hội thánh của Chúa, nhiều hội thánh có được thành lập qua hội thánh của Ngài, qua mỗi đời sống của chúng con. Những nơi chưa có hội thánh thì phải có hội thánh. Chân vì sự đến những tỉnh thành chưa có hội thánh phải có hội thánh. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Thánh Linh ơi, chúng con biết rằng Ngài lãnh đạo hội thánh của Ngài thì không thể nào để hội thánh của Chúa tiếp tục ngồi yên mà có thể thụ hưởng tất cả những cái phúc lành mà Đức Chúa Trời ban cho được, nhưng mà phải đem nhiều người để bước vào cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, và họ thừa hưởng
được hưởng quyền năng, có sự chứa lành từ Chúa để họ có sức khỏe và họ có sự khôn ngoan, họ mở lòng với Đức Chúa Trời để họ tiếp tục đi ra để chinh phục người khác nữa. Chúng con tạ ơn Ngài. Cảm ơn Cha, con tin rằng thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ hành động qua lời của Ngài, và quý bạn chị chúng con sẽ có đức tin và phận lời của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng con biết ơn Ngài. Ngài là đấng toàn tri. Amen. Ngài là đấng toàn năng. Amen. Ngài là đấng toàn tài. Amen. Và nơi này ở trong tâm quý bạn chị chúng con để chúng con kính sợ Chúa và phong phục Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng con hãy đọc cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.